lễ năm nay ngay ngày chủ nhật cũng đông dữ, vui lắm. Vậy là chuẩn bị cho một cái đại lễ lớn. Cái đức cố ông lão để cho bà con nghe để hiểu được cái đức cố như thế nào á ông. Nhưng mà cái chỗ tới hai ba chỗ thờ đó, nhưng mà riêng ở chỗ này nó có cái thanh gương của ông cố hồi xưa. Dạ. Nó đào. Đây cũng có anh chị em mình ta lát xăm xin xăm là gì quý vị. Để cầu mong cho một năm mới. Còn gọi là lò nghèn bảy thưa. Thì đã bước vào cái lễ. Thì tất cả bà con hôm nay là ngày 18 mà bà con đi cũng rất là đông. Vì tức là hồi nãy mình vô mình cúng, rồi bên đây tức là thờ 18 vị vua Hùng Vương ha. Quý vị mình sẽ thấy nơi đây là có một cái bảo tháp hình cái hoa sen. Thì đáng lời thằng à, kính thưa cô bác và anh chị em, thì giờ đây chúng tôi đang có mặt tại dinh đức cố là dinh Sơn Trung. À, kính thưa quý vị, thì nhân hôm nay là ngày 18, thì anh em chúng tôi đang có mặt tại dinh Sơn Trung. Thì nhân kính thưa quý vị, đây là khu thờ của đức cố. Kính thưa quý vị, thì hôm nay mới là ngày 18 mà lượng khách đã đổ xô về đây cúng dinh ông rất là nhiều chưa quý vị. Đây, cô bác anh chị em mình thấy nè ha. À, kính thưa chị quý vị, thì ở trong dinh đức cố mình có là thờ của hình ông Nguyễn Trung Trực đó, vị quan thượng đảng đại thần. Mới có bữa nay mà thấy bà con cô bác mình đi cũng đông dữ lắm mà. Dạ. Lễ năm nay ngay ngày chủ nhật cũng đông dữ, mình vui lắm. Dạ. Vậy là chuẩn bị cho một cái đại lễ lớn sắp tới ha. Dạ. Lấy đi, tại mình đi năm nào cũng đi, mà đi mấy ngày tránh thì không có vô lại được. Mình đi mấy ngày này mình mới vô lại được. Dạ. Vậy là con mấy con cập nhật trước, cô là người đầu tiên, vậy cô có đôi lời nào kêu gọi đồng đạo mình trở về đây để dân cúng cho lễ ông cố đông thêm nữa không? Có, kêu bây giờ mình mà nói, mình mời bà con cô bác, anh em đồng đạo rồi với tất cả anh chị em cô bác
cứ về đây dự dự lễ của Đức Ông vui lắm. Dạ, một năm có một lần hay là? Dạ, một năm có một lần vui lắm, vui thật là vui luôn. Về tới đây cái mình cảm thấy nó nhẹ nhàng sao đâu. Tất cả mừng. Đều miễn phí hết cho anh con. Miễn phí hết. Vậy bà con đến dự lễ chỉ cần đổ tiền xăng đi thôi, còn mình tới lễ là hoàn toàn miễn phí hết. À, thưa quý vị, thì trong cái ngày lễ đó thì cũng có mấy cô mình ăn bên chùa phòng đã dọn dẹp những cái cửa ngõ rồi hết mà hành lang là cho sạch sẽ để cho cái buổi lễ cho nó có phần long trọng thêm nha quý vị. Tối 21 là lễ gửi kiếp. Từ đó tới sáng là làm lễ luôn. Cảm ơn ha. Cái này như con có coi một cái nít của anh cái anh phụ này. Đại vũ. Đây các bác anh chị em mình ta lát xăm xin xăm là gì quý vị, để cầu mong cho một năm mới dạng sự lành và bằng ăn luôn phát tài ngay cô bác anh chị em mình. Nhìn rất long trọng với cô bác. À, kính thưa cô bác và anh chị em, là đây là những cái bức tranh là ghi hình lại là di tích của Đức Cố mình và dạ, dẫn quân đánh quân Xiêm mà chưa quý vị. Cô bác và anh chị em mình nhìn thấy rõ ha. Đây. Còn ở đây là Đức Cố Thọ Giáo thầy Vũ Sơn đã được giao cấm mấy ông thẻ nè chưa quý vị. Dùng bãi thưa. Cô bác quanh xem mình nhìn thấy rõ ha. Còn đây nữa, những hình ảnh này là có ghi lại những di tích lịch sử đặc kỳ như chưa quý vị. Quá nhiều. Xin thành tâm cầu nguyện cho gia đình quý bà lần lễ Phật dưới chùa. Kính thưa cô bác anh chị em, đây là những cái di tích được ghi lại mới làm vừa xong rồi chưa quý vị. Nhìn rất là lộng lẫy và trang nghiêm. Vậy thì ông có lời nào có thể nói với bà con nghe để mà mình vấn đề mà cái bên tiểu sử Đức Cố ông bảo để cho bà con nghe để hiểu được cái như Đức Cố như thế nào ông? Nó cũng về chỗ tới hai ba chỗ thờ là, nhưng mà riêng ở chỗ này nó có cái thanh gươm của ông cố hồi xưa. Dạ. Đào kinh nhận lên được.
cái thanh gom nó linh thiện lắm. Dạ. Tới cái ngày 9 đó là ngày 21 đó. Dạ. Trong đêm 12 giờ đó ta lau gom lại. Rồi gom dài lắm, gom tới một thước mấy. Dạ. Cái cán to dài vậy nè. Dạ. Cái như là ông cố là cái người lớn con á. Dạ. Như mình nó cầm á, tôi có dịp tôi được cầm á, tôi phải cầm hai tay á. Cầm không nổi ha. Cầm một tay không nổi, cầm cái đó. Ừ, nó nặng. Đức cố là tướng mà. Đó thợ trọng đó. Dạ. Cái gom đang thợ á. Thì đại khái thì vậy thôi, thì chỗ này hồi xưa đi cái chỗ thế ngày quy tụ binh bị để chống Tây thôi. Yeah. Yeah. Đại khái yêu nước mà. Yeah. Gia đình hy sinh cách mạng không, gia đình hy sinh ông cố nè, bà cố cũng xả thân cất chùa lại với cậu Hai Nhu nè. Yeah. Rồi ông Tư Trải nè, thì gia đình bốn người là liệt sĩ trơn. Yeah. Thì đại khái những cái chỗ này mình nên đi để mình tưởng nhớ đến cái công lao của các bậc tiền bối của mình. Yeah. Nghĩa là hy sinh không nghĩ gì, gia đình nữa. Yeah. Không có nghĩ gì hết. Thành ra mình lại hình lại những cái... Bây giờ mình tuổi trẻ mình không có biết được cái lịch sử nên mình đâu có biết. Đấy. Thì cuối cùng lại theo Đức Thầy ông nói lại thì là cái dẫn đứa ông đi trên núi Tà Lơn á, thì yeah, có gặp là ông cố. Thì đại khái thì mình biết nhiêu thôi. Vậy là ông cố trên núi Tà Lơn mình lo tu á ông? Ông tu, ông ngồi tu, già dữ lắm. Ông với ông Nguyễn luôn ha, gặp ông cụ Nguyễn. À, gặp ông cụ, gặp ông cố nữa. Thành ra nên những cái bậc tiền bối mình nói là hy sinh chứ. Thật chữ các ngày ẩn rồi. Dạ, dạ. Đức Thầy nói câu là sát tiên mắt mà hồn thiên chẳng mắt ha chú. Không phải. Dạ. Ẩn rồi. Vậy sau này lập hội cũng trở lại cũng bình thường ha. Lập hội nha. Yeah. Lập hội thì thật ra thì con người của mình á, lần lần ấy mình già đi, kể là cái sự việc của Đức Thầy dạy nó thời gian nó dài, mình già đi cái kiếp của mình. Yeah. Rồi mình trở lên mình làm trẻ không biết tới chưa nữa nha. Yeah. Thành ra nên đừng có nói cái chuyện gì nó xa xôi. Dạ. Đại khái thì như thầy nói nay già đã hết già quá trẻ đó. Dạ. Khùng đã hết già quá trẻ thì vậy đó, nó trải qua phải chuyển qua nhiều kiếp nữa. Dạ đúng rồi. Thôi vì đại khái như thôi huynh đệ coi kiếm người khác. Không có cái lời nào để mà khuyên bà con tu hành niệm Phật rồi không ông hay? Tôi cũng tu tại gia cư sĩ. Dạ. Mấy mươi năm tôi cũng không có biết nhiều, chỉ biết niệm Phật. Có ông bạn tôi nào cũng biết nhiều. Dạ. Cảm ơn ngài luôn. Vậy cho con hỏi ông vài lần. Kính thưa cô bác, anh chị em, thì giờ đây ở sau nhà chậu phòng là bên nấu nướng à. Chưa bao giờ đây cô bác anh chị em chưa thấy nè ha. Rất nhộn nhịp. Xe rau ngũ quả rồi chở về đây quá nhiều cô bác anh chị em mình. Đây nè. Đây. Đây là cô bác anh nhìn thấy nè, đây là củ hủ dừa nha, củ hủ dừa mà kho rượu một cái là thôi ăn nhức nách luôn á nha, quá lố nè. Rồi lớp là mít nữa, đây hết sức rồi. Tiếp cùng quả. Dạ. Yeah. Thấy cái tổ này là nảy sớm nhất luôn rồi. À đúng rồi. Đãi hôm bữa gặp. Vậy là dự kiến tới ngày 22 mình. 22. Rồi số lượng dương lực thực phẩm mình là chuẩn bị đầy đủ nhiều hơn. Nhiều à, nếu mà nói thực phẩm mà khoảng cỡ tương đương khoảng 20 tấn. 20 tấn hả Quỳnh? Quá dữ. Có cái... gì đó quay thực tế liền rồi nhìn. Là nguyên cái dĩ vàng lò mình không từ đây tới tấn nữa hả chú? 30 cái nè. Đó thì dài dài tấn rồi. Là mình nấu cơm hay nấu ăn cái gì không? Quá dữ. À, kính thưa cô bác anh chị em, đây là một cái nguyên một cái dãy này là 30 cái nồi nấu nghe chứ quý vị. 30 cái nồi nấu nghe, một đường dài nè cô bác anh chị em mình nhìn thấy ha. Đây nhìn thẳng là đẳng là 30 cái nồi để nấu nướng cơm nè nghe quý vị. Đây. Thì lượng ớt cô bác và anh chị em mình ở trong bên chùa phòng ta nói năm nay là mình chuẩn bị là 20 tấn là đồ nấu rồi kia chứ quý vị. Năm nay chắc là lễ hoành tráng hơn mỗi năm dữ lắm.
Tại vì giờ phút này mà mới có ngày 18 thôi mà cô bác và anh chị em mình đổ xô về đây rất là nhiều. Đây. À, kính thưa chư vị, đây là món dưa leo. Thì cô bác và anh chị em mình ở xa mới trở về nè chứ quý vị. Trở về đặng mình chuẩn bị cho cái buổi lễ của ông hôm nay. Nhìn rau ngũ quả rất là ngon nè. Nào là dưa leo rồi bí đao rồi hủ qua, cảo cải rồi đủ thứ hết trơn. Rất là nhiều món. Đây. Cái này là mới chỉ một chút xíu nào thôi nha. Còn nhiều nữa. Tại vì ở đây mới cô bác anh chị em mình mới có trở về đây một bắt đầu trở về thôi. Đây tới chiều là còn rất nhiều xe để trở về nữa. Đây là nguyên cái chu vi này rất là rộng nè, cô bác anh chị em mình nhìn thấy nha. Cô bác anh nhìn thấy chu vi rất là rộng. Đây là để đựng đồ để nấu nướng thôi chứ không có gì trơn. Rau ngũ quả. Đây là dành riêng cho bên chục hồng rau ngũ quả nấu nướng. Đây còn đây mấy cô mình mới chuẩn bị à. Lăng linh bãi thừa ha. Thành là ở đây người dân nó mới là thành lập cái để thờ ông luôn. Chú có biết về cái vấn đề của Đức Thầy Đại An mà giao cho Đức Cố Quản cấm bố con thẻ không? Có nghe có. Chú có thể có. Kể cho mấy con quay một đoạn như vậy. Chú kể bình thường sơ sơ đây. Đức Cố là được lệnh của Đức Phật Thầy Tây An sai đi cấm bốn ông thẻ đó, thì ông chỉ mấy cái điểm này để mà ông có ông cấm đó, thì thầy đứa Đức Cố mới lại dân lệnh làm theo của lời của Đức Phật Thầy. Thì tôi biết nhiều mình nói nhiều thôi chứ giờ mình không nói, không dám nói nhiều. Mình nói nhiều dòng khi nó không đúng. Vậy nhân vào cái ngày đại lễ của Đức Cố Quản sắp tới nè, chú có đôi lời kêu gọi đồng đạo và du khách đến dự lễ nhân ngày đại lễ của Đức Cố không chú? Thì cái đó thì mình dĩ nhiên rồi, lúc nào cũng phải mời cũng các bà con ở xa gần đến đây để dự lễ của ông Cố, cho hàng ngày kỷ niệm của ông thành cho nó vui. Dạ, phần trọng thêm. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn chú rồi. Dạ, cảm ơn chú rất nhiều ha. Đây là món hủ qua tây này của bác anh chị em mình. À, nhìn rất là ngon, tư xanh rất là ngon nha. Đây. À, cái này là mướp tây đúng không? Mướp tây nghe. Còn đây là đậu. À, đó, hủ qua tây. Đây, còn đây là mướp. Đủ món luôn à, ngày nay đủ món. Đây trước mặt cô bác anh chị em mình đây là cà gió nhiều quá. Đây là phái đoàn ở xa người ta lợi nè chứ quý vị. Đây là phái đoàn ở xa lợi, đây là chuẩn bị là đây là bên khâu là nấu sữa đậu nành nè, cô bác anh chị em mình nhìn thấy ha. Đây đây là cái máy xay đậu này cô bác anh chị em mình. Còn đây là cái nồi nấu bằng điện nè nha. Đây anh chị em mình cũng ở xa mới lợi đó, chuẩn bị cái khâu nấu nướng cho để cho cái ngày lễ hôm nay. Đây cô bác mình nhìn thấy ha, đây là cái lò này nấu bằng điện luôn đó, rất là tiện. Đây cô bác quanh nhìn thấy ha, nó sức không? Đây toàn là bộ là công nghệ bằng điện không nha cô bác anh chị em mình. Má quay không? Dạ. Má quay là chiều lên nè, bạn nè lên đại giang phải không? Dạ. Không
đây là cái khu là mấy anh em là nạo dừa này chưa quý vị, để chuẩn bị cho cái ngày lễ của Đức Cố hôm nay. Cái khâu nạo dừa đó là nó có nhiều khâu để nấu nướng cô bác và anh chị em đây. Rất là tiện nè, bây giờ toàn làm bộ toàn bằng làm điện không cô bác và anh chị em mình đây. Cái này nạo dừa ra mình nấu đủ món hết trơn cô bác và anh chị em mình đây, hết sức rồi. Đây là cái khâu bên trụ phòng nấu nướng cho quý vị, em nói cô mình chuẩn bị cho cái ngày lễ của âm hôm nay nè. Nói sức không? Mới có hôm nay thôi mà cô bác anh chị em mình đổ xô về đây là để cho cái ngày lễ rất là long trọng cô bác anh chị em mình. Đây. Bên này cũng là máy nạo dừa, rất là nhiều máy nạo dừa trong cái ngày lễ hôm nay. Đây. Lớn là năm rồi đúng không? Được lên bình thường. Chưa biết nó chưa tới lãi, biết tới là năm rồi. Là chuẩn bị là lương thực thực phẩm rồi là nhiều lắm rồi phải không cô? Dạ. Rồi cô có thể nói nêu lên cái cảm nghĩ trong cái ngày để năm nay rồi cô. Nhúng đau. Thôi cô ngại bất cả. Cảm ơn chị. Đây là cái khâu quan trọng nè chứ quý vị, đây là cái khâu quan trọng là dừa mình xay ra. Này mình mấy ngàn đồng chứ. Ngàn mai. Bây giờ ra gói chưa biết mua rồi nữa. Dạ. Ra gói tiếp tục quay. Năm nào mình cũng gói bánh tét ở trên hả chú? À năm nào. Ủa mình căng gì đó anh chú? Căng cho nó cái chuẩn hồi mình chọn nó đều hơn. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Có bài bản chính xác ha. Đây là con sấm à. Đây là biểu tượng lại thôi. Nhưng mà hồi xưa có hai con trâu của cài cho thầy mở chạy đủ mấy con. Thì có ông sấm ông xét. Thì trước khi ông sấm ông xét mắt đó là Đức Phật thầy Tây An có làm lễ quy y cho hai con. Thì quý vị thấy đó. Là hai con quy y xong và Đức Phật thầy bắt đầu ra ngoài sau hè đó một thời gian là hai con đó mắc á, người ta có lưu lại, người ta có chôn hai cái mã để mà con ông sắm ông xét đó quý vị. Thì quý vị thấy đó, bây giờ là cái này là biểu tượng quý vị đó, người ta đắp một cái hình của con sắm rất là lớn đó. Biểu tượng để nhớ lại, để ghi kỷ niệm thôi, để lưu lại để cho bà con sau này mình biết được là như vậy đó, mình không quên. Thì ở đây cũng có một con nữa. Đây. Bên này theo tôi nghĩ là con này. Bên đây là con sét. Bởi lý do là cái như con sấm con sét là hai con đó là nó thân với nhau lắm, nó làm để mà như là mở chạy ruộng cho Phật thầy Tây An hồi xưa. Chỉ làm thuốc rất là nhiều. Cho nên nó sau này nó cũng nghiêm lắm. Đó. Nhìn con mắt nó ghê quá vậy. Nhìn con mắt thấy có thằng quá ha. dạ mà nhìn thấy có thằng quá. Phục vụ hàng năm năm nào cũng lại đây phục vụ. Đó là những chỗ vậy. Rồi chú nêu cảm nghĩ trong năm nay coi. Thấy phấn khởi sao không? Năm nay thấy chắc có thể là cô bác đem ta lợi rất đông luôn. Mới có bữa nay rồi và đông dữ rồi. Đó là những chỗ vậy. Vậy chú dùng những lời lẽ kêu gọi đồng đạo chưa đến dự lễ rồi chú. Cô bác nào có ở gần ở xa, bây giờ không có nói nước ngoài đi, bây giờ trong nước đi, có thể lễ bữa nay lễ ông cố, bữa nay là 18 rồi, để đến dự lễ cho nó đẹp đẽ vui vẻ cái mấy bữa nay rồi ok. Quan trọng nhất là cho ông cố độ mình. Ông cố độ mình. Còn ok biết qua. Về tỷ sử ông cố bằng nào không hay? Biết về không đặt không nữa. Không đặt không. Có thể biết về vấn đề ông cố cấm bốn con thẻ không? Nói sơ thôi. Coi như chú không đặt không. Cái gì cấm bốn con thẻ là đó. Phật thầy Tây An. Đó là sai ông cố đi cấp bốn thẻ, sau này bốn thẻ
coi như cái núi ông đó là banh núi ra rồi cầu hước cho nên là trong ngày thôi chị thôi hả. Đây là xe anh em đang chở rạp lại làm cho cái ngày lễ này chứ quý vị. Đây anh em ở cũng ở xa lại đây cô bác anh chị em mình đây chở rạp lại đây để làm cho cái ngày lễ nó càng thêm long trọng thêm nha. Đây anh em mình cũng rất là tích cực cho ngày lễ hôm nay. À, kính thưa cô bác anh chị em, đây là tổng quan của cái khu di tích của đất đất Quảng hôm nay. Bác anh chị em mình nhìn thấy rất là rõ ha, rất là rộng rãi. Đây, đây là cái biểu tượng của Công Phụng. Đây là trong biểu tượng của tứ linh của bác và anh chị em mình, Long Lân Quy Phụng. Đây là bên đây là Công Phụng rất là to, còn bên kia là ông Rồng. Đây, đấy cái đường đi vô trong cái dinh này cho bác và anh chị em mình nhìn thấy rõ ha. Hết sức không? Làm cho cái không gian nó long trọng thêm thì hai bên cô bác và anh chị em nhìn thấy nè, trang hoàng rất là lịch sự nè. Đây, dưới này là cái ao sen là cá to không nè anh chị em. Cái phong cảnh này rất là nên thơ luôn á. Đây, cái phong cảnh ao sen mình rất là đẹp nha cả nhà ơi. Đây, còn bên đây là có ông rùa lớn lắm nha. Đó, hồi nãy mình nói là trong tứ linh Long Lân Quy Phụng đó, đây là ông Quy nè cô bác, mà nhìn thấy ông Quy rất là bự nha, ông Quy vàng luôn á. Đây, đây hùng vĩ thì quý vị đã thấy đó, bây giờ là mới cái ngày 18 thôi là cũng có đồng đạo tới rồi. Những cái phong cảnh ở bên ngoài dinh Đức Cố Quảng rất là nên thơ và là đẹp chưa quý vị. Đây, còn bên đây là cánh đồng bát ngát, cánh đồng ruộng. Đây là thời xưa là dùng là đầm lầy, cô bác và anh chị em mình dùng đầm lầy thời chiến tranh giặc giã của ông Đức Cơ Quảng. Thì giờ đây thì bằng phẳng hết trơn rồi, cô bác anh chị em mình đã làm ruộng sinh sống đây. Sở dĩ mà chúng ta được ngày hôm nay cơm no áo ấm là nhờ công ơn của ông Đức Cơ Quảng đã gây dựng lên cho được cái ngày như ngày hôm nay. Ở xa thì cô bác anh chị em đừng có đa đổ xô về đây la ra trong cái ngày lễ, tại vì trong cái ngày chánh lễ của bác anh chị em ở xa đi lợi thì họ không có thời gian đi lợi, thì rắc mắc là về thời gian vì quá đông người chân dân dân nha. Trong ngày đó thành ra cô bác anh chị em mình tranh thủ cái ngày chưa chánh lễ, thành ra họ đi dến giếng trước. Nếu không lễ nghi thì chúng ta đắc tội thì chúng ta sẽ bị phạm tội và sẽ bị trừng trị theo cái luật của cái bề trên. Đây là di tích gì đấy? Di tích lò rèn Bãi Thưa. À, đây di tích lò rèn Bãi Thưa đây hả? Đây là cái lò rèn. Đây là khu di tích lò rèn Bãi Thưa hồi xưa chứ quý vị. Đây là những cái di tích còn ghi lại đây của hồi xưa mà nghĩa quân của Đức Cố để mà rèn ra những cái dao kiếm rồi này kia để mà chống giặc ngoại xâm thì bây giờ vẫn còn. Đây, cô bác anh em nhìn thấy ha, đây là cái lò rèn để rèn dao kiếm hồi xưa để Đức Cố Quảng là chống quân giặc chứ quý vị. Nè, đây cô bác anh chị em mình nhìn thấy rõ ha, đang ghi lại. Lâu ngày nó bị xét
kích khi mà rèn á là nó đang gọi là kích sắt á. Rèn là nó cục lên. Cái này là nó cứng dữ lắm nha. Cái loại rèn là thường là nó không có cái mấy cái cước xét này nữa. Đúng rồi, đây là mấy cái này là nó cứng dữ lắm. Nhưng mà quý vị thấy cái cước xét này, quý vị sẽ thấy đây. Quý vị dùng búa sẽ đập không thể nào bể được. Nó cứng dữ lắm, bằng cước xét đó đó. Ở đây là những hình tượng để minh chứng hồi xưa Đức Cố đã ở đây để mà rèn ra những cái dao kiếm này kia đó quý vị. Đó. Đó là quý vị thấy đó là ở đây cũng là thổi ống gió mà nó làm bằng cái thời xưa này ta thục ống gió. Còn cái này ta cạo cái kiếm cho nó bén lại. Tính ra cũng cái thời hồi xưa này, mà cũng nhiều ý hay quá ha. Là Đức Cố rèn những cái kiếm đao để mà chống giặc ngoại xâm đó quý vị. Đây là quý vị là hình tượng là biểu tượng để lại để chúng ta lưu lại chúng ta biết. Yeah. Okay. Kính thưa cô bác anh chị em, đây là cầu Gia Nghị, Binh Gia Nghị. Đây, cô bác anh chị đây, cô bác anh chị em đi theo chúng tôi và bên đây là đền thờ của bà Nguyễn Thị Thạnh. Đền thờ rất lớn của bác anh chị em mình. Này. Tôi sẽ ghi hình để cho rõ nét cho cô bác anh chị em mình xem. Nhìn rất là đẹp, tổng quan nhìn rất là đẹp. Đây là đền thờ của bà Nguyễn Thị Thạnh nè. Và nội dung của tóm lược cái nội dung của bức thư của bà Cố gửi như thế này, tức là này con trai, khi mà người Pháp đã dụ con đem danh lợi dụ con thì con hãy dùng con sao này mà tự kết liễu đời mình. À, bà Cố bà nói vậy đó, quay vậy đây. À, tự kết liễu đời mình thì đừng để danh lợi mua chuộc để mất đi phẩm giá của là dòng tộc của hồi xưa tới giờ đó. Vì Đức Cố thì đúng 3 ngày sau thì cậu Tư Trái đã dùng con dao tự sát chết trong tù khám An Giang luôn. Thưa quý vị, một cái tấm lòng hy sinh của cả gia đình ông Cố, bà Cố đều hy sinh vì nước, để vì dân, cái tinh thần đó nên thế nên là lập cái bàn thờ của bà Cố ở nơi đây. Và trong cái đền thờ của cậu Tư Trái thì trên dinh Vĩnh Tre có thờ, cậu Hai Nhu trên dinh Vĩnh Tre cũng có thờ. Và tóm lại trong cái nội dung và chúng ta tiến dinh ở đây có 5-6 địa điểm anh. Dạ. Một là địa điểm ở dinh Sơn Trung, tức là Bảy Thưa ở đây. Hai là địa điểm ở Vĩnh Tre, tức là Bửu Phương Cát, tức là Bửu Phương Tự á. Dạ. Và tới là dinh Đá Nổi nữa ở cầu số 5. Dạ. Và tới quê nhà của Cố là ở Phú Bình. Dạ. À, rồi ở ngoài kênh 13 đây là kho lương thực. À, nhiều cái điểm cúng vậy đó. Kho lương thực để xưa để cho nghĩa quân đồ ăn ha. Nghĩa quân bên Gia Nghị á. Dạ. Yeah. Có điều kiện thì mấy anh em mình sẽ đến đó ghi hình hết luôn cho bà con xem ha. Dạ. Yeah. Thì trận lễ này huynh đệ mình sẽ đi cho nó giáp vòng luôn ha đê. Yeah. Và mỗi một điểm đều là có một cái tháp tu di tích. Cái tháp này mới xây dựng đây quá. Cái tháp này hầu như mình đi vừa rồi là chưa có ấy đó Tâm. Mình làm đi vừa rồi mình chưa có... Trong dinh kể lại mà... Kể lại là trong cái chính quyền của tỉnh An Giang xin xây cắt cái gì nó cũng dễ chứ á. Bởi vì nơi đây làm quy mô quá chứ, không có khó khăn như mấy cái điểm khác. Sao cũng có cái gì sao ha? Cũng thì do là... Ừ! Của Đức
quên xin lỗi. Kính thưa chú, đây là tổng quan của cái lăng mộ, ngôi mộ của bà Nguyễn Thị Thạnh, là của bà cố. Cô bác quanh cho nhìn thấy à, đây là đền thờ rất là rộng rãi trang nghiêm chứ quý vị. Giờ rồi cái này cũng mới làm vừa xong rồi thôi, chứ lúc trước thì chưa có nghe cô bác anh chị em mình. Cũng không có là phí, là cái hy sinh đó là rất là cao cả quý vị. Rồi anh có nghe thêm thông tin nào nữa về đức cố vắng mặt như thế nào? Thì cái đó thì tôi không có dành thu, cho nên là cũng không có nói được. Thưa quý vị, vào ngày 21 tháng 2 năm 1873, tại Dinh Bảy Thừa ở đây thì Pháp tấn công vô cái động đây nè. Thì lúc bây giờ thì dinh của đức cố chứ binh gia nghĩa chúng ta thất thủ, thì đức cố đã vắng mặt từ đó luôn. Nhưng mà tương truyền theo lời kể chuyện bên thầy của ông Chính Vui á, thì tự nhiên có một ông Năm Chèo xuất hiện dẹt đường cho đức cố chống ra đi và vắng bóng tới giờ luôn á. Hết sức là... Huynh có nghe chưa? Hết sức là linh hiển hả đây? Dạ. Thì huynh mới nghe đệ nói lần đầu hả đây? Dạ. Cái đó nghe chuyện bên thầy của ông Chính Vui kể lại nha. Tức là có một cái ông Năm ổng dẹt đường nguyên rộng, là tại lúc đây là dùng bể thưa mà, tức là cây sậy nó lớn không à. Rồi chống ghe đi đâu có được đâu. Thì ông Năm xuất hiện đã dẫn nguyên một cái con đường thẳng vậy nè, thì đức cố chống ghe và dẫn bóng tới giờ luôn á. Dạ, nghe cũng ly kỳ như màu quá hả đệ. Thì những người tướng, những người hy sinh vì nước, vì đạo pháp, vì dân tộc, những vị đó thì luôn luôn có các vị thần long thần hộ pháp gia hộ. Đó, cũng như là ông Năm, ông như là gọi là ông Năm Chèo đó hả đệ. Thì ổng cũng thừa lên trời xuống đây để mà bảo vệ những người hiền, để mà sát phạt những người hung thôi. Cho nên là đức cố là được ông Năm dẹp đường đó, là cũng theo tôi nghĩ là nó cũng là bề trên dẫn, là bề trên là chỉ dẫn là cho ông Năm làm như vậy. Thì còn cái phong cảnh quá xa đẹp cô bác anh chị em ơi, phong cảnh rất là đẹp luôn à, hết sức không, cảnh này mà được quay buổi sáng ha, rất là hữu tình luôn á. Đi sớm cho con. Đi chơi sớm. Chính lễ nó quá đông phải không? Có trả lời về vấn đề như là cái kỷ niệm của cố như thế nào? Như là ngày nay là mấy sao luôn? Bữa nay là ngày 18 rồi. Còn mấy bữa nữa thì là vô bữa chính là ngày 21 là kỷ niệm ngày ông cố, như là mình vắng mặt, chứ không còn gọi là mắt thì cũng không biết. Đúng rồi, thì ổng là chung là có nhiều điều nữa là bí ẩn không thể giải đáp được. Gì nữa? Đại Vũ có thể nói vài lời cho bà con nghe được. Đại Vũ như là đi dắt đoàn đi rồi. Đông không vậy đại? Lâu có dịp cập nhật trước đi. Qua em à. Gì nữa rồi? Đúng rồi. Kính thưa quý vị. Kính thưa quý vị, thì ngày hôm nay là cái nhân dịp, tức là đã bước vào lễ của đức cố là 151 năm ngày đức cố vắng mặt. Cho nên hôm nay tất cả chư quý vị mình có dịp chúng ta đến nơi Dinh Sơn Trung, còn nơi đây còn gọi là Lò Ghèn Bảy Thưa, thì đã bước vào cái lễ. Thì tất cả bà con hôm nay là ngày 18 mà bà con đi cũng rất là đông, vì tức là hồi nãy mình vô mình cúng, rồi bên đây tức là thờ 18 vị vua Hùng Vương ha. Quý vị mình sẽ thấy nơi đây là có một cái bảo tháp hình cái hoa sen, thì tượng trưng nơi đây là những cái con gọi là hắc long, là gồng đen đó. Thì quý vị mình sẽ đi đến
đây chúng ta để trước là kính viếng cúng nguyện, sau đó chúng ta đi tham quan ở nơi đây, chúng ta sẽ thấy được những cái bối cảnh ở Dinh Sơn Trung và biết những cái sự tích của các vị xưa đã có công, tức là giữ nước, và hôm nay tất cả con cháu của chúng ta đến đây để thừa hưởng, để tưởng nhớ đến cái công trận của các vị xưa. Dạ, ha. Dạ, xin chào quý vị ha. Dạ. Rồi vậy lịch sử Đức Cố huynh có chia sẻ được không? Dạ thôi thì lịch sử thôi để cho quý vị rồi, sao rồi, đi ha. Rồi cảm ơn, dạ, cảm ơn. Dạ. À, kính thưa cô bác anh chị em, vừa qua đồng đạo Vũ cũng chia sẻ rất là thực tình ý nghĩa chứ quý vị, rất là hay. Đây là cổ phẩm liên quan. Đây là cổ phẩm liên quan nha. Màu vàng rất là rực rỡ luôn. Là ông Thanh Sĩ có nói câu là nơi liên quan cổ phẩm chưa ngồi thì nhất định chưa thôi niệm Phật đó quý vị. Phải không? À, bây giờ là mình chưa ngồi cổ phẩm liên quan nhưng hãy ráng niệm Phật nha bà con. Xích lông mà rồng đỏ luôn à? Ở này là ủa mình hơi sức rồi. À, hai con rồng đỏ. Hai rồng đỏ hai bên. Ở ngoài thì rồng đen nha quý vị. Ở ngoài là hắc lông. Đây, đây ở ngoài cổng mình đây là rồng đen, đây là hắc lông, toàn bộ xung quanh mình đây là hắc lông không à? Chỉ có ở trong này là rồng đỏ. Đây. Đây là anh chị em bên cắm quà. Rồi con cô cắm nhỏ gọn mà đẹp dữ ta. Xuất sắc thiệt chứ. Mô Di Đà Phật. Đang cắm bông quý vị. Quá đẹp rồi, cắm bông dân cúng tại tại Dinh Đức Cố. Ở thành tới. Bà Pháp hả? Hôm nay đồng đạo cắm rất là đẹp. Là bên kia là có đội khác nữa con. Bên kia đội khác. Cô mình là bao nhiêu người lần cô? Đoàn mình đâu cũng 10 người hay 12 người vậy đó, Nam Mô Di Đà Phật. Đây là ông Tài là đội dự trữ hả cô? Em Tài hả? Em Tài. Em Tài là thợ chánh của đoàn. Trời ơi, em Tài. Thợ chánh của đoàn. Bây giờ nghĩ hình bà con rút em Tài ở quê của Hưng Nghêu vậy. Cũng có trời đó. Đây là những bàn tay khéo đó, cầm bông rất là đẹp ha. Hết sức rồi. Nhìn đơn giản nhưng mà đẹp nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Thiệt chứ. Không, nói thiệt à. Chàng ơi. Thôi cô ngại rồi, thôi đây chứ. Đây là 18 đại vua Hùng ra. Đây. Hết sức không? Văn Lan. 18 vị vua Hùng. 18 vị là vua đã ở vua ở Việt Nam mình cũng vậy. Cũng gọi là Văn Lan. Thứ nhất là Kinh Dương Vương hả? Thứ hai là Hùng Hiền Dương, thứ ba là Hùng Quốc Dương, thứ tư là Hùng Hoa Dương, thứ năm là Hùng Hy Dương, thứ sáu là Hùng Hồng Dương, thứ bảy là Hùng Chiêu Dương, thứ tám là Hùng Dĩ Dương, thứ chín là Hùng Định Dương, thứ mười là Hùng Huy Dương, thứ 11 là Hùng Chính Dương, thứ 12 là Hùng Vũ Dương, thứ 13 là Hùng Diệt Hư Dương, thứ 14 là Hùng Anh Dương, thứ 15 là Hùng Triệu Dương, thứ 16 là Hùng Tạo Dương, thứ 17 là Hùng Dĩ Nghị Dương, thứ 18 là Hùng Diệu Dương, Duệ Dương chứ. Đây là 18 vị vua Hùng Dương ở làm việc với quý vị. Cô đó là cổ lớn tuổi hơn, cổ biết gần hơn cô. Tại vì cô cũng đi là đi chứ cái đường đạo, đường mấy cô cũng chưa hiểu gần. Tới Cà Mau luôn.
mới tới đây này. Không có nói vấn đề đi thiếp này kia thôi chứ đừng có. Kể hoài. Nhưng mình đâu có bên về này kia bên mặt về tâm linh mình biết cái đỉnh đó thôi chứ còn mình đâu có biết cái gì nữa đâu. Không là gì chú chị sẽ chân thật cho bà con nghe được rồi. Có gì là có người tao quay tao ghi hình hai rồi lưu có. Niệm rồi hả? Có mọi người xem dữ lắm. Vậy là cho con lưu niệm clip luôn. Nhiều vậy mà không cho mấy con quay clip nào để lưu niệm. Nhiều quá nó dư lắm. Mấy con chưa có. Mấy con chưa có quay để lưu làm cái kỷ niệm. Khán giả của con nó khác hơn khán giả bên kia. Vậy là ta cũng giờ mình thấy là mình dạ, nó có bao nhiêu đó mình nói nữa nè. Bây giờ đừng có nói bị lỗi chết gì đâu. Không có chú nói về sơ sơ thôi, chừng vài ba phút được. Thôi thôi. Mình lấy cái đầu vậy đó. Bây giờ mình thấy là mình có thời gian như vậy rồi. Rồi anh em mình cũng có chia sẻ với anh em rồi bây giờ cũng có nhiều chuyện đó thôi mình nói thì người ta xem bên đây bên kia. Ông hai có nghĩa là ông hai có nghĩa là mình được đi tiếp được không ạ? Dạ, nó đi tiếp thì nó hơi nhiều, nó mình ngủ quên đi. Mình ngủ quên ha. Sao mà ngủ ngon. Quá như vậy, con phải nghe cái câu chuyện nó dữ lắm nha. Làm mấy ngày luôn ha? 49 ngày. Đi sao tại? Trời ngồi yên dưới đây. Dưới 49 ngày luôn hả? Ngày lúc đó là ông có ăn uống gì không? Thôi, làm gì ăn uống. Ừ, đi tiếp sao ăn uống được đệ. Chuyện đi tiếp là bình thường nha. Ở nhà con cũng có bà cô đó, bà đi cũng 5-6 ngày nữa. Bình thường. Nằm vậy đó. Nhưng mà cái đi thiếp đâu phải là đơn giản là để khi ngày xưa mà ông Tổ Mã cũng vậy đó. Anh này vô cuộc không nông. Nhưng mà khác với đi thiếp, nhưng mà đi thiếp của ông cụ 49 ngày. Thời gian dài mà không đói là đó là ngày à. Tinh thiên ở đây. Dạ đúng rồi. Mà đâu phải ai cũng đi được là đâu. Lúc đó ông nhìn thấy gì không ai? Có... chia sẻ mặt với bà con nghe lo tu không ai chia sẻ nhẹ thì mình biết rằng là mình thấy được cái gì đó thì mình nói cho cô bác người ta đúng rồi hiểu được để người ta tu trong cái đoạn cuối này thôi. Thôi mấy mời hôm nay chỗ này không được được nếu quay lại là kịp đó. Nếu quay người ta nghe trong đúng chiều rồi. Nay là người ta có lên rồi thì ngày mai người ta tu luôn là ngon đó. Tu nhanh tu gấp là vì tu kiếp kiếp nếu không nói quá trễ ở đó. Trên cấm không phải cấm mà đều không cho nói nữa mình nói lâu thì cũng có lúc chứ mình biết rằng mình nói có lợi chứ đâu có hại đâu mình nói cái gì tai nghe mắt thấy ha đúng chứ rồi. Không phải là mình nói bằng cái thiền nguyện tai mình nghe mắt mình thấy tuy cái linh hồn nhưng đâu đó cho nó có cái thực tế. Vậy là cái lúc mà ông hai đi thiếp á, là trước đi thiếp là ông hai có bị bệnh ngắt không hay là tự mình không có bệnh hoạn gì hết. Có nghĩa là tự anh là được bị trên báo để mình ngày đó hay giờ đó mình đi thiếp không hay. Là chẳng ông hai không... đi gì là ông hai đi về cảnh giới nào? Quan trọng là con muốn hỏi muốn biết chỗ đó là nhà nhiều nhất là cảnh giới trên. Là đâu? Trên. Vậy đó ông hai, cái tiên ha. Là từng thứ mấy ông hai? Không có nói từng bây giờ mình đi mình chỉ trong vòng 1-2 không có nói là giờ giấc gì hết cho nó mà điều mà thời gian rất ngắn rồi trở lại là 49 ngày là lúc đó là có người dẫn ông hai đi hả vậy đó như thế nào ông hai có thể tiết lộ nhẹ nhẹ cho tụi con nghe cho mạng cho bây giờ thông cảm chú đi. Dạ. Nghe vậy nha. Cái này là